Dạ con chào dì. Dì ơi cho con hỏi có dì Hạnh ở đây không dì? Chào con, dì là dì Hạnh đây. Gặp được dì con vui quá à. Con là Ngọc Lan, con gái của ba Nhân nè dì. Trời ơi, con lớn, con xinh đẹp quá à. Con giống ba con quá. Vừa nhìn thấy con, dì đã thấy ngơ ngỡ rồi. Dạ, anh bảo anh thì giống dì quá. Hẹn gì mấy chục năm qua ba con không biết. Cuộc đời sắc sắc không không mà có. Thật ra anh hai con đã biết mình là con ruột của ba. Sự thật thì có bao giờ biến mất đâu con. Chỉ sớm hay muộn để người ta biết đó là sự thật thôi à con. Bây giờ anh hai đang rất đau khổ. Hay dì đi với con về gặp anh hai nha dì. Dì đã bỏ nó từ nhỏ rồi. Bây giờ dì làm sao còn mặt mũi nào để nhìn lại nó hả con? Con nghĩ anh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ ruột suốt mấy chục năm nay. Bây giờ mà gặp được dì, chắc anh sẽ được bù đắp phần nào đó dì. Dì xin lỗi. Từ khi vô chùa, dì đã gạt bỏ hết mọi chuyện đời rồi con à. Nhưng làm sao dì có thể gạt bỏ được anh Bảo Anh được? Dì đi với con nha dì. Tôi xin lỗi bà. Có gì đâu mà lỗi chứ phải hả ông? Mấy chục năm qua tôi đã nợ ông về việc nuôi dạy thằng Bảo Anh mà. Nhưng để bà làm chuyện có lỗi với Bảo Anh thì tôi thấy mình ích kỷ quá. Ông đừng có bận tâm nữa. Tôi rất vui khi gặp được con bé. Con bé nó dễ thương quá ông mà. Từ trước tới nay tôi luôn là người hạnh phúc hơn bà. Được sống bên cạnh Bảo Anh và Ngọc Lan mấy chục năm nay cũng là phước cho tôi. Tôi mắc nợ bà mới phải. Tôi nghe nói là thằng Bảo Anh nó đau khổ lắm phải không ông? Phải. Nó rất giận tôi. Mấy bữa nay nó không nói với tôi tiếng nào hết. Lại còn sai xỉn liên miên. Tội nghiệp con tôi. Thôi, bà đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi cũng im thấm thôi. Bây giờ phải làm sao để cho Bảo Anh nó vượt qua những đau khổ này hả ông? Nó là đứa mạnh mẽ, bà đừng quá lo lắng. Tôi cũng sẽ tìm cách để giúp đỡ nó. Bằng mọi cách, chúng ta phải làm cho Bảo Anh được hạnh phúc hơn, nhớ ông. Nè. Dạ. Làm gì thập thò trước cửa nhà tôi vậy? Dạ dạ con chào dì. Cậu tới đây làm gì? Không phải ba cậu nói con gái tôi theo đuổi cậu, tìm tới cậu hay sao? Dạ hôm nay con đến đây cũng vì chuyện đó đó dì. Về đi. Con gái tôi không đủ danh giá ra cậu theo đuổi đâu. Dì. Dì. Con biết ba con hơi quá đáng, nên hôm nay con đến đây để xin lỗi dì nè dì. Chỉ là hơi quá đáng thôi hả? Cậu còn bên ba cậu được nữa sao? Cái thằng cha già đó sai 100%. Mà con nói là hơi quá đáng hả? Dạ. Thì dì cứ cho lại ba con sai đi. Dì cho con xin lỗi nha. Tôi không có cần. Cậu về đi. Má. Ừ, làm gì sáng sớm mà ồn quá vậy? Ừ, đâu có gì đâu con. Ủa? Khải Nam đi đâu sớm vậy? Khải Nam đi tập thể dục. Em tiện thể cái đây luôn. À, vậy mình gặp sau nha. Mày nào có chuyện phải đi gấp. Má, con tới bệnh viện rồi đi làm luôn. Trưa má khỏi đem cơm cho con nha. Đi đi con. Con đi nha má. Dạ con về luôn dì ơi. Về cho rồi đi. Sáng sớm ác không rồi.
Nhất định hôm nay mình phải tìm hiểu cho ra Mai Na bị bệnh gì mới được. Chị ơi, cho em xin giấy khám bệnh. Dạ. Dạ em cảm ơn. Anh hai chưa xuống nữa hả ba? Chắc tôi vẫn cố tình né tránh, không muốn nhìn mặt ba. Để con lên kêu anh xuống ăn sáng nha. Con lựa lời, ba an ủi anh con giùm ba. Dạ. Anh hai, ăn sáng đã rồi đi làm. Em với ba ăn đi, anh không ăn đâu. Anh hai, chờ em đi làm với, hôm nay ba có việc rồi. Em ăn nhanh đi, anh chờ. Vậy thì anh tranh thủ, anh hai ăn sáng với em chút đi rồi đi luôn ha. Đi. Ăn đi con. Ba thấy dạo này con ốm lắm đó. Ráng ăn uống cho điều độ, để có sức mà đi làm. Nè anh hai, anh ăn đi. Anh chờ em ở ngoài xe. Bảo anh à, con định như vậy với ba hoài sao? Chắc anh hai cần thêm thời gian, ba đừng nóng ruột. Ba hiểu rồi. Con nhanh nhanh đi, để anh con chờ. Dạ. Bệnh của em sao rồi bác sĩ? Tình hình khá hơn trước nhiều rồi. Hai tuần nữa cô Mai Na nhớ quay lại tái khám. Cứ cái đà này thì không phải điều trị bằng thuốc nữa. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Cô Mai Na nhớ ăn thức ăn mềm, ăn nhiều rau và uống nhiều nước thì bệnh đường ruột sẽ không bị tái phát nữa. Bác sĩ nói gì? Mai Na sắp khỏi bệnh rồi hả? Chỉ là bệnh đường ruột thôi hả? Đúng rồi. Làm hú hồn. Vậy mà cứ tưởng. Khải Nam làm gì ở đây vậy hả? Mai Na, Mai Na. Khải Nam làm cái trò gì ở đây vậy hả? Mai Na chỉ bị bệnh đường ruột thôi đúng không? Vậy thì tốt quá rồi. Mai Na làm Khải Nam lo lắng quá. Khải Nam cứ lén lén lúc lúc. Khải Nam còn tưởng Mai Na bị bệnh nan y nữa chứ. Khải Nam, ai cho Khải Nam cái quyền theo dõi Mai Na tới đây? Đã vậy còn làm ầm lên, chắc muốn cả nước biết Mai Na bị bệnh quá. Không có, chỉ có mình Khải Nam biết thôi à. Trời ơi là trời. Trời ơi. Ây da. Đánh chết nè. Trời cái tật nhiều Khải Nam mà. Ây da. Anh à, dạo này em thấy anh ủ dột quá à. Hay là cuối tuần này em với anh đi đâu đó chơi cho vui nha anh. Tôi muốn ở một mình. Anh không muốn ồn ào chứ gì? Anh yên tâm đi, chỗ này yên tĩnh lắm. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tôi không muốn gặp ai hết. Bộ anh muốn không gặp là không gặp sao? Đã ăn ở với nhau rồi thì anh vui buồn gì em cũng nên ở bên cạnh anh, chia sẻ với anh chứ. Cô nghĩ chỉ sau một đêm say là có thể trói buộc được cuộc đời tôi sao? Phải rồi, tôi chỉ là trò thêu khiển của anh trong lúc buồn thôi mà. Chẳng phải cô tự nguyện sao? Anh mời vào. Anh hai, em có cái này tặng cho anh nè. Em vô đây đi. Nếu không còn chuyện gì thì cô đi ra ngoài đi. Cần câu này là em đặt mua để tặng cho anh hai đó.
Anh hai có nhớ hồi nhỏ anh hai hay dẫn em đi câu cá không? Anh hai nhớ không? Nhớ, nhưng bây giờ khác rồi. Dạo này trời đẹp đó, mà anh dẫn em đi câu cá nha. Anh bận lắm, để khi khác đi. Mà anh được nghỉ mà bận gì? Em coi hết lịch làm việc của anh hai rồi. Em xin lỗi vì đã coi lịch làm việc của anh hai, nhưng lâu lắm rồi anh hai không có dẫn em đi chơi gì hết trơn á. Coi như là em năn nỉ anh hai đó. Thôi được rồi. Vậy coi như là anh hai đồng ý rồi nha. Thôi em về làm việc đây. Em để cái này ở đây nha. Tại sao trước đây mình có thể yêu em gái mình chứ? Tại sao mình lại là con ruột của ông ấy? Mọi người đợi trong giây lát. Khi nào tôi gửi tên thì lên đây ký tên và nộp bản thiết kế. Đông như vậy không biết khi nào mới xong. Hay là Mỹ Kim ra phòng khách chờ cho mọi người đăng ký luôn. Ừ, vậy cũng được. Chứ ở đây nhốn nháo quá, nhìn cũng không hay lắm. Dạ, mọi người nộp hồ sơ thì đi theo tôi nha. Em ký vào đây. Ký vào đây nè em. Bạn tiếp theo. Em xin lỗi. Cái chén này bao nhiêu tiền? Anh cứ trừ vào tiền lương của em. Lần này là lần thứ ba trong tuần chú làm bể đồ rồi nha. Tôi ghi trong sổ này thêm hai lần nữa thì chú ở nhà luôn được rồi đó. Mà chú có biết mấy món đồ này nè, nó mắc đến cỡ nào không? Chính tay anh Khải Nam đi lựa từng cái một, mà cái nào cái đó toàn là hàng chất lượng không à. Thôi, có mấy cái chén không à, tôi bỏ qua hết cho anh đó. Anh nói thiệt hả? Chứ tôi có nói đùa bao giờ đâu. Hay là anh muốn đền? Dạ cảm ơn anh, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh hết thuốc chữa rồi. Ra ngoài kia úp mặt vô tường đi. Dạ. Hôm nay thời tiết thiệt là mát mẻ, đúng là trời đẹp mà. Chịu anh luôn đó, tính tình gì mà thay đổi như thời tiết, chóng hết cả mặt à. Hay là anh có người yêu mới phải không? Người yêu mới cái đầu cậu. Anh thì lúc nào cũng chỉ có một người đi trao trọn con tim này thôi. Trời ơi, bây giờ là đến thời buổi nào rồi mà còn có người sến như vậy hả? Cậu thì biết cái gì mà nói. Thôi đi làm đi, đừng có thấy hôm nay anh vui mà làm tới nha. Dạ em biết rồi. Má, con ra ngoài lát rồi về nha má. Đi đâu nữa? Con nói với má là tối nay con ở nhà mà. Con có việc đột xuất mà. Con đi rồi con về liền. Ơ nè, khoan. Con qua đây nè. Con sổ kim giùm cho má coi. Nãy giờ má sổ hoài mà sổ không có được nè. Nè, sổ kim giùm cho má đi. Sao bữa nay má cứ hứng mai giá vậy? Hứng cái gì? Cái áo này đứt hết mấy cái nút nè. Cho nên hôm nay má rảnh mới đem ra má kết để mà mặc. Cái áo đẹp lắm, bỏ uổng con. Được chưa con? Hay quá, đúng là tuổi trẻ. Nè má. Trời đất ơi, trời, nghĩ sao vậy? Nhiều đây sao má kết được con? Trời đất cưng. Thôi để con xỏ sợi dài cho má. Nè, cộng dài quá thì má sẽ bị dướng. Thôi để con khâu luôn cho nó lẹ. Không được, phải quen tay. Không, con không quen tay rồi kiếm đâm vô tay con sao? Má có ý này nè. Giờ con ngồi đây đi, con cứ xỏ kim cho má. Chừng nào má kết hết mấy cái nút này rồi con muốn đi đâu đi. Con ra mở cửa đi con. Đi đi.
Mai Na. Mai Na. Này Mai Na đẹp quá. Dạ chào bác. Chào con. Na, vô làm nước cam cho anh Phát già uống đi con. Nè, hồi nãy giờ bác bày mưu để giữ chừng nó đó, ráng lên nghe không con? Dạ, con cảm ơn bác. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi. Dạ. Con ra ngoài đi, trễ giờ rồi. Ủa? Anh ở lại chơi nha. Mai Na đi đâu, anh chở đi cho. Không cần đâu anh. Nè, khách mới tới mà con đi liền là sao? Con có gì gấp mà má. Má ở lại tiếp khách có sao đâu. Nè con. Mai Na. Mai Na. Anh đi đâu vậy? Em đi đâu, anh chở em đi. Không cần đâu, em tự đi được rồi. Anh vô nhà chơi với má em đi. Vậy anh vô nhà chờ em về nha. Em về trễ đó, anh tới chợ thì tùy anh. Rớt quớt rồi phải không con? Dạ. Tội nghiệp con quá à. Thôi nè, bây giờ về thì cũng lỡ đò lỡ chợ rồi. Ở lại chơi với bác. Ngồi xuống đây. Ngồi đi con. Bác có cái này hay lắm. Con muốn chờ nó về phải không? Con nhỏ này mà đi ra đường là đi 2-3 tiếng đồng hồ lận. Đi lâu lắm. Để giết thời gian á. Con với bác làm vài dáng cho nó vui. Bác nói cũng có lý. Con nhỏ chín nút nữa chung tiệc. Vô mừng cho Mai Na tay qua nặng khỏi nha. Đừng đi đi. Ê, chỉ là cụm tượng trưng thôi. Nước cam của Mai Na nè. Có chút xíu rượu vang thôi mà. Chút xíu cũng không được nữa. Khải Nam đã nghiên cứu trên mạng rồi nha. Mai Na phải tuyệt đối kiêng rượu bia, nếu không uống thuốc đâu còn tác dụng gì nữa. Chưa có gì mà đã quan tâm nhau ghê chưa. Về khoảng này thì Tuấn Khanh phải học hỏi Khải Nam mới được đó. Thôi nha, hai người đừng có được dịp mà chọc Khải Nam nha. Bạn bè quan tâm nhau thôi mà, đúng không Khải Nam? Quan tâm có chút xíu có sao đâu ha. Coi kìa, người tung người hứng. Chắc là Ngọc Lan với Tuấn Khanh không làm lại đâu. Bộ hai người không tung nữa hả? Mà thôi, đồ ngủ hết trơn rồi kìa, ăn đi. Đổi lắm rồi nè. Wow, ngon quá à. Hấp dẫn quá. Công nhận Khải Nam nấu ăn là ngon số 1 luôn á. Có bạn là đầu bếp, kiêm ông chủ nhà hàng cũng có lợi quá ha. Mà có chồng vừa là đầu bếp vừa là chủ nhà hàng thì có lợi hơn nữa đó. Tuấn Khanh nói chính xác đó. Thôi uống đi, không sai không về. Thì ra là không sai không về đúng không? Khải Nam khôn ghê nha. Ở đây có người không sai kìa. Vô bẫy của hai người nữa rồi. Được rồi, uống thì uống, sợ gì. Vô. Không sai không về. Vô. Mai Na biết không? Gì? Có người bị bệnh quan tưởng, tưởng là Mai Na bị u não hay là ung thư gì đó. Và còn rất đau khổ vì nghĩ rằng chưa kịp thổ lộ tình cảm thì đã... Thôi. Hai người tha cho Khải Nam đi mà. Ủa? Cái người mà Ngọc Lan với Tuấn Khanh nói là Khải Nam hả? Thì tại người ta lo lắng cho Mai Na quá mà. Mà ai biểu Mai Na cứ giấu giếm giếm chi. Mà nói thiệt với Mai Na, Khải Nam á đúng là người đàn ông tốt á.
Tình cảm của Khải Nam thì quá rõ rồi. Đừng nói với Ngọc Lan là mày nào không có chút xúc động nào đó nha. Chuyện của Khải Nam với Mai Na cũng vui quá ha. Hai người đó bên ngoài thì khắc khẩu, nhưng mà bên trong thì lại quan tâm đến nhau lắm đó. Hy vọng Khải Nam với Mai Na sẽ có kết quả tốt đẹp. Mà nghe đâu á, ba của Khải Nam với mẹ của Mai Na không ưa gì nhau hết á. Chắc chưa hiểu lầm gì đó thôi. Tuấn Khanh nghĩ hai người đó sẽ cưới nhau. Tuấn Khanh làm như thầy bói không bằng vậy đó. Cần gì bói, cứ nhìn thấy thái độ hai người đó là biết thôi. Cũng phải ha, nhìn hai người đó cũng có tình ý với nhau rồi mà. Ở đây không khí trong lành quá ha. Phải chi ngày nào cũng được đi dạo ở đây thì hay biết mấy. Nếu Ngọc Lan muốn, Tuấn Khanh sẽ đưa Ngọc Lan đến đây mỗi ngày, đến suốt cuộc đời luôn. Ngọc Lan, cái gì vô mắt Tuấn Khanh rồi nè? Có khó chịu lắm không Tuấn Khanh? Khó chịu lắm. Ngọc Lan thổi giùm Tuấn Khanh đi. Có đỡ hơn chút nào Tuấn Khanh? Vẫn chưa, còn sốt lắm. Ngọc Lan thổi mạnh hơn đi. Bữa nay cảm ơn Khải Nam nha. Cảm ơn gì chứ, bạn bè không mà. Biết là bạn bè rồi, nhưng mà Mai Na cảm ơn tất cả những gì Khải Nam đã dành cho Mai Na nha. Mai Na hiểu được tình cảm của Khải Nam là được rồi. Thôi vậy Mai Na vô nhà, Khải Nam về cẩn thận. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho Mai Na nha. Bộ hỏng chút ngủ ngon sao? Thì lát vô nhà rồi nhắn tin luôn. Mai Na vô nha. Chào anh. Ủa, anh chưa về nữa hả? Anh phát vào. Anh bị trúng gió hả? Anh sao vậy? Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh chết. Anh nói làm sao? Ai chết? Mai Na đã làm. Đang đang để tìm anh. Bây giờ nó chết ở đây nè. Tôi có làm gì đâu mà tan nát tim anh. Với lại tôi có làm gì đi nữa thì cũng đâu có liên quan gì tới anh đâu. Mai Na sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm cho Mai Na, Mai Na không hiểu hay sao? Thôi khuya rồi, anh phát vào về đi nha. Tôi phải vô nhà, không thôi má tôi la. Mai Na trả lời câu hỏi của tôi đi. Mai Na có biết là tôi yêu Mai Na nhiều lắm không? Mai Na ơi. Dạ. Má kêu con hả? Dạ dạ, con vô liền má. Anh về nha, ngủ ngon, bye bye. Ba rất vui vì bữa nay con chịu đi câu với ba. Cả nhà ta đi chơi như vậy, ba nhớ là ngày xưa quá. Ba nói chuyện như vậy đánh động cá, làm sao cá cắn câu. Cũng phải, ba phải kiên nhẫn và chờ đợi hơn mới được. Cũng như ba đang kiên nhẫn và chờ đợi ngày con bỏ qua chuyện cũ vậy. Ô, cá cắn câu kìa. Phụ ba, phụ ba, phụ phụ, nhanh lấy con, nhanh lấy.
không có con á, ba không biết sao xây sở với con cá này. Bây giờ ba già rồi, chuyện gì á con cũng phải giúp ba tay. Không phải chuyện gì con cũng giúp ba được đâu. Không ngờ cô cũng khéo lắm, biết cách xây dựng tình cảm. Chắc là cô cũng không khó khăn để giành tình cảm của người khác phải không? Chuyện tình cảm đâu phải muốn là có, giành là được đâu. Dù sao thì tôi cũng rất nể cô. Anh bảo anh đã chịu cười trở lại cũng là nhờ công của cô đó. Tôi cũng chẳng làm gì để kể công hết. Anh Hai sống với ba tôi mấy chục năm nay, hơn nữa lại là ruột thịt của ông, nên tình cảm với nhau cũng là lẽ tự nhiên thôi. Tôi cũng rất vui khi ảnh là con ruột của ba cô. Thật sự tôi rất yêu anh ấy. Cô ủng hộ tôi chứ? Khi nào cá chín cô gấp ra giùm tôi. Tôi đã kêu ba và anh Hai vô. Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi mới phải. Không có tôi, thử xem cô có được yên với ông anh Hai của mình để mà vui vẻ với con trai của chủ tịch GK không? Con, uống nước cam đi, má mới làm đó, để lâu đó đắng. Cảm ơn má. Con già từng này tuổi rồi mà lúc nào má cũng coi con như là con nít vậy. Con cái mà, khi nào trong mắt cha mẹ cũng nhỏ bé hết. Sức khỏe của con dạo này sao rồi? Dạ con cũng khỏe má. Sống cô đơn như vậy chắc cũng không phải dễ đâu con. Biết sao giờ má, dù sao Tuấn Khanh cũng đang làm cho GK rồi. Con cũng được an ủi phần nào. Anh nói coi cha con êm ấm mới làm được việc. Dạ. Alo, tôi nghe. Cậu nói sao? Chuyện cụ thể thế nào? Cậu nói rõ tôi nghe coi. Dạ, lần trước anh bị nhập viện, anh đã giao cho chị Phương ủy nhiệm chi, con dấu và quyển xét để chỉ lo việc công ty. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tình hình thế nào? Dạ, thất thoát khá lớn đó anh. Do chị Phương nhiều lần biển thủ công quỹ kể từ khi anh tín nhiệm giao những tài liệu quan trọng. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Bà bình tĩnh, con nghĩ bây giờ nên giải quyết từ từ. Mọi người trong công ty đang hoang mang, bà cần phải ổn định tinh thần để bộ máy trong công ty tiếp tục hoạt động bình thường. Chuyện đó con lo giùm ba đi. Anh, bây giờ tính sao với chị Phương đây? Chị là người thân cận với anh nên tôi chưa tự ý làm bất cứ chuyện gì. Cứ báo cho công an điều tra. Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm liền. Anh Trí, anh không sao chứ bà? Không sao. Tôi không sao. Bà ơi. Anh Trí, bà tỉnh lại đi anh.
Khanh, chú sao rồi? Chưa có kết quả gì, Tuấn Khanh đang đợi nè. Trời ơi, con ơi, xảy ra chuyện gì mà ba con bị vẻ con? Ở công ty xảy ra chuyện, ba con tức giận quá nên... Trời ơi, khổ thân con tôi. Chú không sao đâu nội, nội bình tĩnh một chút đi. Ngọc Lan chăm sóc nội giúp Tuấn Khanh nha. Cứ để đó cho Ngọc Lan. Tuấn Khanh cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tuấn Khanh biết rồi, cảm ơn Ngọc Lan. Nội, nội ngồi xuống đây đi nội. Cầu trời khẩn Phật cho con trai tôi tai qua nạn khỏi. Ông ơi, ông có linh thiêng thì giữ gìn cho con trai của mình nghe ông. Ba tôi có sao không bác sĩ? Cậu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Minh Trí. Dạ. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh. Vậy là sao bác sĩ? Tất cả phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Dạ. Chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Nội. Hả? Nội ơi. Nội ơi, nội. Nội ơi. Ba tỉnh lại đi ba. Ba, ngồi ở vị trí này, con mới biết ba đã luôn theo dõi con mỗi ngày. Con sai rồi, con chưa bao giờ biết lắng nghe, con chưa bao giờ cố gắng để hiểu ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Anh Tuấn Khanh, em qua phòng anh nhưng không thấy, nên em nghĩ anh ở đây. Em tìm anh có việc gì không? Dạ không, em chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của chủ tịch thôi. Hiện giờ vẫn hôn mê. Cảm ơn em. Em có làm được gì đâu, thay anh gặp nhiều khó khăn mà em không làm được gì hết. Em cứ giúp anh làm tốt công việc của mình là được rồi. Có những chuyện qua rồi người ta mới cảm thấy hối tiếc. Đã qua rồi thì anh cứ cho qua đi. Những ngày sắp tới anh cố gắng bù đắp cho chủ tịch, như vậy là được rồi. Nhưng mà cách nào đây? Tình trạng của ba anh không biết đến ngày nào. Anh phải lạc quan lên chứ. Trước mắt em thấy tình hình công ty đang rất khó khăn, cho nên anh cứ làm tốt công việc thì đã gánh vác bớt khó khăn cho chủ tịch rồi. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Em phải về phòng làm việc đây. Anh đừng suy nghĩ nhiều rồi tự trách mình nha. Không ngờ gia đình của Tuấn Khanh lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Vậy thì tụi mình sắp xếp khi nào vô thăm ba Tuấn Khanh đi. Ngọc Lan nghĩ chúng ta không nên vội. Bây giờ chú Trí nằm mê man không biết gì, chúng ta đi thăm cũng chưa tiện. Nhưng dù sao cũng phải tới gặp Tuấn Khanh chứ. Chắc Tuấn Khanh lo cho chú và GK lắm. Bây giờ Tuấn Khanh đang rất đau khổ vì nghĩ rằng mình không làm được gì cho ba. Nhưng mà không lẽ mình bỏ Tuấn Khanh một mình? Phải. Chúng ta nên để cho Tuấn Khanh có thời gian ở bên cạnh chú Trí và lo giải quyết chuyện công ty. Nhưng tụi mình không tới, Tuấn Khanh sẽ trách bạn bè không quan tâm thì sao? Mày nào chỉ sợ. Đúng rồi đó. Chuyện đó thì hai người đừng lo,
trước khi qua đây Ngọc Lan có qua thăm Tuấn Khanh rồi. Tuấn Khanh nói cần thời gian để nhìn lại tất cả những gì mà mình đã làm, cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Tội nghiệp cho Tuấn Khanh quá. Ai cũng có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng, chúng ta cũng không thay đổi được gì. Nhưng may mắn chúng ta là bạn bè tốt của nhau, cùng chia sẻ để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bây giờ cứ để cho Tuấn Khanh có thời gian để chăm sóc, trò chuyện để chú Trí có thể tỉnh lại. Ngọc Lan sẽ để ý Tuấn Khanh giùm cho. Vậy tụi này sẽ giao trọng trách cho Ngọc Lan nha. Nhớ chăm sóc Tuấn Khanh giùm tụi này nha. Ngọc Lan biết rồi. Thôi Ngọc Lan về nha. Về cẩn thận nghe. Kế toán trưởng bên đó biển thủ công quỷ, thiệt hại lớn lắm ba. Trời đất, kế toán trưởng bên đó là người quen của ông Trí mà. Dạ, chính vì tin tưởng người quen nên bệnh tình của ông Trí tái phát, phải đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi ba. Nghiêm trọng vậy sao? Để ba sắp xếp đi thăm ông. Ba, con nghĩ nhân cơ hội này chúng ta tung ra nhiều bộ sưu tập để chiếm lĩnh thị trường và đè bẹp GK luôn. Mặc dù thư trường là chiến trường, nhưng chưa bao giờ ba nghĩ rằng Sapphire sẽ chiến thắng GK trong tình huống này. Nhưng GK không phải là đối thủ nhẹ ký. Chính vì vậy nên ba muốn chiến thắng GK một cách dễ dàng hơn, quân tử hơn. Còn về tình bạn, ông Trí và ba là chỗ thân tình mấy chục năm nay. Trong lúc này chúng ta nên giúp ông ấy. Phải giang tay cứu lấy đối thủ của mình thì Sapphire mới chiến thắng cách dễ dàng chứ con.